Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Sau đây mời các bạn đón xem. Tử Vi tuổi canh thân 1980, trong 6 tháng cuối năm 2021. Tuổi canh thân là những người hiền lành, ngay thẳng, được nhiều người yêu quý, kính trọng. Ngay từ khi trẻ tuổi, họ đã ham học hỏi và có nhiều ước mơ, hoài bão họ có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực và luôn cố gắng phấn đấu để biến mơ ước của mình thành hiện thực tuổi canh thân rất nghiêm túc và cẩn thận trong công việc trước khi làm điều gì đó dù là lớn hay nhỏ họ đều lập ra kế hoạch cụ thể dùng óc phân tích nhạy bén để xác định mấu chốt vấn đề tuyệt đối không dựa vào trực giác điều đó giúp người tuổi canh thân có những bước đi chắc chắn chính xác trên con đường xây dựng và phát triển sự nghiệp của mình trong năm Tân Sửu 2021 tuổi canh thân gặp được nhiều điều tốt đẹp, lập được nhiều công lao, được lãnh đạo cất nhắc tiền bạc ùn ùn kéo đến nhưng một số người sẽ dễ bị bỏ lỡ nhiều cơ hội do không biết nắm bắt. Ngày hôm nay Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ quý vị và các bạn về tử vi cô chú tuổi canh thân sinh năm 1980. Ở video này chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của cô chú tuổi canh thân trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của cô chú trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. Và đặc biệt trong tháng này thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi để có thể được tư vấn miễn phí quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hotline 1. Tổng quan tử vi tuổi canh thân trong 6 tháng cuối năm 2021. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, vận trình thời gian này của, của cô chú tuổi canh thân sinh năm 1980 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí có nhiều cơ hội phát triển rực rỡ. Tuy nhiên, cô chú nên chú ý nuôi dưỡng cảm xúc, tránh để bản thân chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực bởi chúng có thể hủy hoại ý chí phấn đấu của cô chú. Trong công việc, cô chú sẽ có một số cơ hội phát triển sự nghiệp Tuy nhiên, vì cô chú không thật sự hăng hái nên dễ dàng bị cướp mất cơ hội. Bù lại, đào hoa của những cô chú tuổi canh thân trong nửa cuối năm 2021 khá vượng, vận trình tình cảm cũng có nhiều cơ hội khởi sắc. Ngoài ra để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế thì thầy ra cắt khuyên cô chú tuổi canh thân nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Hai, vận trình của người tuổi canh thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện. Ba. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Tử vi của cô chú tuổi canh thân nửa cuối năm 2021 cho thấy cô chú được chính ấn trợ mệnh, công danh sự nghiệp của cô chú được nâng đỡ rất nhiều, có nhiều cơ hội thăng chức và tăng lương. Cho nên cô chú cần chủ động nắm bắt. Công việc thuận lợi hơn trước, gặp được nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp có điều nếu cô chú không nhanh chóng nắm bắt rất dễ bỏ lỡ thời cơ thành quả tuy có nhưng chưa tới mức rực rỡ bên cạnh đó sức cạnh tranh trong thời gian này tăng lên khá rõ đối thủ tìm cách quấy nhiễu khiến áp lực kèm theo không ít đòi hỏi cô chú tuổi canh thân phải chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến đặc biệt trong thời gian này cô chú tuổi canh thân được các chuyên gia phong thủy khuyên hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân thân tí thìn với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp cô chú tuổi canh thân đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân từ đó vòng sẽ chiêu tài lộc chiêu cát lành và may mắn về cho cô chú đồng thời khi mang vòng tay bên mình cô chú sẽ luôn được quý nhân che chở giúp đỡ công việc hanh thông quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn thứ hai về mặt tài lộc tiền bạc Nửa đầu năm 2021 mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền dành cho những cô chú tuổi canh thân, thậm chí cô chú còn được quý nhân che chở, chỉ đường dẫn lối để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Nhưng vì cô chú chưa thật sự tích cực tranh đấu để giành lợi ích cho mình nên cô chú rất dễ bỏ lỡ cơ hội tốt đó. Trong thời gian này, cô chú cũng có thể chịu một vài thiệt thòi về chuyện tiền bạc vì anh em, bạn bè, nghiêm trọng hơn còn có thể làm sứt mẻ tình cảm vì tiền mà tranh chấp. Cho nên để mọi việc được hanh thông và thuận lợi cô chú tuổi canh thân hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo, Xem tử vi có cho thấy trong nửa cuối năm 2021, sao Thiên Hỷ sẽ báo tin vui cho cô chú tuổi canh thân. Cô chú có nhiều cơ hội để cải thiện tình duyên, tình cảm của mình. Thời gian này, những cô chú đang còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ, tăng khả năng tìm được một nửa thích hợp. Đó có thể sẽ là một người điềm đạm và thực tế, tính chiếm hữu cao nhưng luôn quan tâm và chăm sóc cho cô chú. Bản thân cô chú cũng dễ vì sự bao dung của đối phương mà thu hút nếu gặp được cô chú cần chủ động nắm bắt đừng bỏ lỡ hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên các cặp đôi cần lưu ý rằng, cô chú càng hạn chế các cuộc tranh cãi, hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ đôi bên bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ sẽ biến thành gay gắt gây dạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Ngoài ra, đào hoa vượng cũng có thể gây tác dụng ngược. Nhất là với chú tuổi canh thân đã có gia đình, chú có thể gặp một vài rắc rối về tình cảm hoặc gây mâu thuẫn khó hòa giải, chú ý giữ mình để tránh xa cám dỗ. Chính vì vậy để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi canh thân hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân thân tí thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe, Nhìn chung sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn đối với sức khỏe của cô chú tuổi canh thân trong nửa cuối năm 2021. Cho dù có vấn đề bất thường xảy ra thì cô chú cũng sẽ gặp đúng thầy đúng thuốc, điều trị có hiệu quả và phục hồi rất nhanh. Trong nửa cuối năm năm cô chú cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, chú ý chăm sóc cơ thể đặc biệt là làn da, tóc bởi dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt. Ngoài ra những cô chú tuổi canh thân nên sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ giúp cô chú phòng trừ và xua đuổi hung tinh vận hạn trong thời gian này. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ cô chú trong năm 2021. Ba, hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm Tân Sửu của tuổi canh thân. Thứ nhất tử vi tháng 7 âm lịch dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đuổi theo quan niệm dân gian nhưng may mắn là cô chú tuổi canh thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số cô chú còn gặp không ít may mắn nữa đấy, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Tài lộc của cô chú trong tháng này vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, cô chú tuổi canh thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Cô chú cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tiếp tục cắt khí từ tháng trước, cô chú tuổi canh thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng. Các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của cô chú tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để cô chú thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình, hãy nắm bắt thật chắc nhé. Mọi thứ diễn ra đều đều đôi khi cũng khiến cô chú cảm thấy cuộc sống nhàm chán với guồng quay lặp đi lặp lại. Cô chú có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba là tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này, cô chú tuổi canh thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp, So với trước đây, cô chú sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này, tuy khó khăn không ít nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần cô chú đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến cô chú bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, cô chú không nên bỏ qua sức khỏe thể chất của mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thứ tư là tử vi tháng 10 âm lịch cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà cô chú tuổi canh thân phải đối mặt. Cô chú sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, cô chú sẽ phải tự thân cố gắng, làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp cô chú khơi thông thế bế tắc, khi đó cô chú sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Thứ năm là tử vi tháng 11 âm lịch tam hợp mang đến cho cô chú tuổi canh thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của cô chú không được lý tưởng lắm. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Cô chú sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần xa sút thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Thứ sáu là tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều nhưng cô chú tuổi canh thân vẫn có thể cảm thấy thư thái với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của cô chú lại có dấu hiệu sụt giảm. Chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm cô chú vung tay mua sắm quá đà dẫn đến tài khí khó tụ tiền bạc thất thoát nhanh chóng. 4. Vận hạn của tuổi canh thân trong vận trình nửa cuối năm 2021. Thứ nhất là sao hạn tuổi canh thân. Trong thời gian nửa cuối năm Tân Sửu chú tuổi canh thân bị sao Văn Hớn chiếu mệnh. Khi gặp sao này chiếu mạng, công việc của chú chỉ ở mức trung bình. Chú còn dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật ốm đau, nóng nảy mồm miệng gặp tai hình kiện cáo pháp luật. Không những vậy chú còn gặp phải hạn Thiên La hạn này chủ về đau ốm không khỏi hao tốn tiền bạc bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe công việc cho nên chú cần chú ý đến nhiều hơn trong thời gian cuối năm này cũng giống như chú thời điểm này cô tuổi canh thân kém may mắn khi bị sao la hầu và hạn diêm vương chiếu mệnh sao la hầu thường đem đến nhiều điểm giữ không may mắn về pháp luật công quyền cô sẽ dễ gặp chuyện thị phi tranh cãi hay bệnh tật về tay mắt nên hao tốn tài sản có nhiều chuyện phiền muộn buồn giàu còn hạn diêm vương thì chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Cô cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, trong thời gian này có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới. Thứ hai là luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của cô chú tuổi canh thân trong thời gian này gồm có sao Thiên Hỷ, Long Đức báo hiệu có chuyện vui, quý nhân giúp đỡ và hung tinh đà la tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp gồm có các sao văn tinh, quán sách, bệnh phủ, tuần, triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung sung chiếu có các tinh thiên khôi, hồng loan tăng đào hoa và vượng quý nhân. Trong đó cung còn có hung tinh cô thần, hối khí, thiên không, kiếp sát gò ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại